Vào ngày thứ Năm 12 tháng 10 vừa qua, thì Ngân hàng Trung ương Nga đã chính thức công bố thiết kế mới của tờ tiền 200 và 2.000 rúp. Tờ 200 rúp mới với màu xanh lá cây có hình ảnh và những tàn tích của Dionysus ở Crimea và đài tưởng niệm hải quân của Sevastopol trên hai mặt của nó. Trong khi tờ giấy bạc màu xanh dương nhạt với mệnh giá 2.000 rúp dùng hình ảnh của sân bay không gian vũ trụ Vostony Cosmodrome và cầu Rusky, một chiếc cầu dây văng kết nối Vladivostok của Nga với Rusky Island. Những hình ảnh này đã được công chúng lựa chọn thông qua một cuộc thăm dò trực tuyến được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 10. Chủ tịch của Ngân hàng Trung ương bà Elvira Nabiulina cho biết các dự luật mới sẽ được thông báo ở những khu vực bao gồm Moscow và Vladivostok. Trong khi việc nhập khẩu hàng loạt các loại tiền giấy mới trên toàn quốc sẽ bắt đầu vào tháng 12. Cũng theo bà Nabiulina, việc lưu thông tiền giấy mới sẽ không ảnh hưởng đến lạm phát và sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho công chúng như giúp đẩy nhanh các giao dịch tiền mặt.